Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ái nữ như đường, con gái của đường nhuệ là ai và hiện đang trốn ở đâu? Trong những ngày gần đây, đường nhuệ là cái tên gây chú ý theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội và cả các mặt báo chí chính thống của nhà nước. Vụ án trùm răng hồ đường nhuệ nhiều đến nỗi các cơ quan chức năng cần phải đưa ra các chế tài mạnh thậm chí là phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng đã yêu cầu mở rộng điều tra và các dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức mang tính chất xã hội đen của đối tượng này cùng với hàng loạt các chân rết đàn em để tiến hành xử lý rõ ràng thì sau khi đường nhuệ bị bắt trong mối quan hệ xung quanh người này cùng với các mối quan hệ xung quanh được rất nhiều người chú ý Mới đây một thông tin gây bất ngờ cho biết về con gái của Đường Nhuệ là Thư Đường có mối quan hệ vô cùng thân thiết với giới showbiz. Điều đặc biệt, một số thông tin cho rằng Thư Đường chính là một nhân vật thường thu hút sự chú ý của dư luận sau khi một số các thông tin hình ảnh lan truyền cho thấy cuộc sống của Thư Đường giống như Rick Gates và một cuộc sống của những đại gia. Thậm chí trong vụ án Đường Nhuệ nhiều thông tin cho hay rằng cả vợ chồng đại gia Đường Nhuệ đã tiến hành điều tra về hàng loạt các thông tin chỉ dấu về các hệ thống phần nhánh kiếm tiền trong giới hoạt động ngầm sau lưng băng nhóm xã hội đen ở đất Thái Bình. Trong số các hoạt động của Thư Đường, người ta bất ngờ chú ý vào hồi năm 2019 khi Nguyễn Thị Dương, tức là vợ của Đường Nhuệ tiến hành live stream tại Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình. Con gái của Đường Nhuệ là Thư Đường khi đó đang ở Việt Nam đã chỉ thẳng mặt ông Nguyễn Đình Hiệp, người vì vừa bị bắt vì tham gia vào việc bảo kê cho Nguyễn Xuân Đường. Thậm chí là chửi rằng chú ngày trước hay đến nhà cháu tại sao bây giờ dám trở mặt như vậy. Từ những phát biển biểu nêu trên có thể thấy Thư Đường cũng đóng một vai trò quan trọng trong đường dây ngầm xã hội đen của gia đình Đường Nhuệ chứ không đơn thuần là một người học trò như những gì mà người ta thấy. Hiện nay một số thông tin cho biết Bộ Công an đang tiến hành điều tra như Đường như là một thành viên chủ chốt trong băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ. Trong những thông tin như vậy người ta vô cùng bất ngờ khi biết rằng Tiểu, tiểu thư bất động sản Đường Nhuệ đang đi học tại Toronto ở Canada và không quay trở về Việt Nam. Bất chấp vừa rồi đất nước Canada đã trải qua hàng loạt các biến cố lớn liên quan đến đại dịch virus vũ hán. Trong vụ án đường nhuệ, những thông tin về thư đường được đánh giá là không nhiều. Theo như nhiều miêu tả của giới báo chí, thì thư đường sở hữu khuôn mặt xinh, nước da trắng, ngũ quan thanh tú không kém bất kỳ hot girl nào là con gái của một đại gia bất động sản cho nên Thư Đường có những cuộc sống tràn ngập trong nhung lụa và sung sướng. Điều đặc biệt trên mạng xã hội, ái nữ nhà Đường Nhuệ còn nhiều lần khoe những món đồ đắt tiền sang trọng khiến cho bất cứ ai cũng choáng váng. Là một nhãn đồ... Hubot là một nhãn đồng hồ sang chảnh coi tên và giá lên có tên và giá lên đến hàng trăm triệu đồng mà bất cứ ai cũng mơ ước, thế nhưng cô gái này đã sở hữu cả chục chiếc. Điều đặc biệt hơn, thư đường cũng được bố mẹ đại gia sắm cho một chiếc xe sang trọng mang thương hiệu Volcher để phục vụ cho việc đi lại. Chiếc xe này được Rick Kid sắm bên nước ngoài và nhiều lần khoe trên trang cá nhân mạng xã hội. Nhà không thiếu tiền, thư đường chỉ sở hữu những món đồ thương hiệu sang chảnh bậc nhất của thế giới. Mỗi khi đi mua sắm là phải chạy kín căn phòng. Mỗi lúc mua hàng, những món hàng xa xỉ là được biết số tiền trì và hoạt động mua sắm là không hề nhỏ. Ngoài thần tài tiểu thư bất động sản của và của đường của đường dương này thì cũng nắm một số nữ trang vàng bạc cũng một con số rất là khủng khiếp khiến cho cư dân mạng lắc mắt một số thông tin cho biết thêm rằng bộ sưu tập mới phiên bản giới hạn hay có những món đồ giá trị cao trên giá ở trên trời như đường cũng đều có được một cách dễ dàng. Là một rich kid có cuộc sống xa hoa khó ai có thể sánh bằng. Thế nhưng gia đình vướng vào vòng lao lý có thể cô nàng không thể nào vung tay mạnh chi tiền khủng như những lần mua sắm trước đây nữa trong khi đó có một số thông tin cho biết rằng sau khi có tin phía lực lượng công an của việt nam đang tiến hành điều tra thì thư đường đã chính thức trốn tại toronto ở canada và không trở về việt nam trong khi đó các nguồn tin cho hay là toronto canada và việt nam không có hiệp định dẫn độ cho nên khả năng rất khó cho việc dẫn độ thu đường trở về từ Canada trở về Việt Nam và điều tra về hoạt động xã hội đen liên quan đến hoạt động của Đường Nhuệ và quá trình làm ăn giữa cô ta trong công ty gia đình của cô ta. Được biết Đường Nhuệ Thái Bình từng sở hữu hàng loạt xe sang lớn và sang trọng, các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nhờ vào hoạt động làm ăn phi pháp. Trước khi công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam vợ chồng Đường Dương thường sử dụng bộ đôi siêu xe Bentley, Audi và Lincoln vừa mới ra đời. Công an Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại số nhà riêng của đường Nhuệ. Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với nữ đại gia Nguyễn Thị Dương, biệt danh là Dương Đường và một số đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi phạm tội cố ý gây thương tích. Chồng nữ đại gia Dương Đường là Nguyễn Xuân Đường cũng bị công an Thái Bình bắt giữ tại Hà Nam sau một ngày truy nã. Nguyễn Thị Dương được biết đến là một nữ đại gia có tiếng tăm ở đất Thái Bình. Vì thế, việc nữ đại gia có tên thường gọi là Dương Đường bị công an bắt giữ đã nhận được không ít sự quan tâm của người dân cũng như cộng đồng mạng xã hội. Trước khi bị bắt về tội cố ý gây thương tích, nữ đại gia Nguyễn Thị Dương và chồng có cuộc sống khiến cho cộng đồng mạng xã hội không khỏi suýt xoa bởi sự chịu chơi của mình. So với các dòng xe phân khúc như Lexus và Infiniti Q8, loại hình Colin Con đời mới gây ấn tượng với chiều dài lên đến 5,6m, thiết kế mẫu su hạng sang cỡ lớn này có lưới tản nhiệt mạ chrome, đèn pha, đèn hậu cũng như đèn định vị sử dụng công nghệ LED các trang thiết bị cao cấp, nội thất, xu hướng lớn của Ford có hệ thống thông tin giải trí tương thích Apple, Top Drive, Audio cây và Son Auto. Một số thông tin cho biết chiếc xe này có chiều dài lên đến 5,6m và chiều cao 1,9m, chiều rộng 2,38m. Được biết, hiện tại giới đại gia Việt Nam bắt đầu tìm hiểu và thích vẽ thiết kế nội thất của mẫu xe su hạm cỡ lớn này. Hiện chưa rõ là vợ chồng đại gia Dương Đường chi tiêu bao nhiêu tiền để mua chiếc su hạm cỡ lớn như Lincoln Black, Lavelle để tặng vợ. Tuy nhiên dòng Lincoln này tại Việt Nam, một đại lý tư nhân báo giá tầm khoảng 9 tỷ Việt Nam đồng, chưa thuế. Một số thông tin như vậy cũng đủ thấy sự, sự xa hòa cỡ nào từ đại gia Đường Nhuệ điều đặc biệt vợ chồng đại gia này lấy tiền thậm chí là những người của những người đã khuất của những đám ma mà nếu như đem đi để hỏa táng thì cũng sẽ bị nhóm của đường nhuệ ăn trên xác của người đã chết đường nhuệ vừa tới nhà cường thì bị lực lượng chức năng bắt giữ chính là một trong những câu chuyện chưa biết lúc lực lượng công an bắt giữ đại gia đường nhuệ cường là người quen của đường nhuệ từ nhiều năm về trước Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2020, trao đổi với báo đất Việt, ông Trần Hữu Thao, chủ tịch xã Hòa Nhân, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết, bị can Nguyễn Xuân Đường bị bắt vào tối ngày 10 tháng 4 khi đang lẩn trốn tại nhà Trần Văn Cường. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được thì đối tượng Đường vừa vào nhà Cường thì lập tức bị bắt. Cường là người quen của đối tượng từ nhiều năm trước. Gia đình Cường là người làm ăn bình thường, không có điều tiếng gì ở địa phương và trước đây cũng có thời điểm làm ăn xa nhà. Có một số thông tin khác cho rằng Cường là đàn em của Đường Nhuệ và hiện thông tin này đang được cơ quan công an xác minh làm rõ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hậu cho biết thêm trong buổi tối bị can Đường Nhuệ bị bắt, ông Trần Ngọc Lưu, trưởng công an xã Hòa Hậu là người trực tiếp phối hợp với lực lượng chức năng tại hiện trường ông lưu cho hay rằng tại thời điểm cơ quan chức năng ập vào nhà bắt nguyễn văn đường có biểu hiện giật mình bất ngờ trước sự có mặt nhanh chóng của lực lượng công an khi đó nét mặt của đường nhuệ tái đi có vẻ lo sợ và hoang mang chủ nhà khai rằng đường vừa vào chưa kịp uống ngụm nước thì bị bắt ông lưu nói được biết là cơ quan chức năng đã di lý đường nhuệ về thái bình để phục vụ cho công tác điều tra trong một số thông tin liên quan đến hàng loạt các đàn em của Đường Nhuệ cũng như đã chính thức sổ khám vào thời điểm những yếu tố liên quan đến câu kết với đại gia Đường Nhuệ cũng như đang dần dần được làm sáng tỏ từ đó rất có thể sẽ bắt thêm được những quan chức lớn tại địa phương. Được biết, để đối phó với đường nhuệ mới đây ban chỉ đạo 1593 thuộc tỉnh ủy Thái Bình đã có thông tin chính thức sơ bộ về lai lịch thân nhân vợ chồng của Đường Nhuệ và các dấu hiệu phạm tội của cặp vợ chồng này cùng với đồng phạm và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. Theo đó, Nguyễn Thị Dương kết hôn với Nguyễn Xuân Đường, thường được gọi là Đường Nhuệ vào năm 2008. Sau khi vợ chồng Dương Đường bắt đầu hoạt động môi giới bất động sản, Ngoài ra, qua giả soát từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an đã xử lý 20 vụ, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường Dương. Từ cuối tháng 3 năm 2020, Nguyễn Thị Dương và chồng là Nguyễn Xuân Đường có mối liên quan đến các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Nạn nhân của nhóm bị đánh là một nhân viên 24 tuổi công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường, do mâu thuẫn trong việc chuẩn phát hàng chậm trễ ngày 7 tháng 4, công an tỉnh Thái Bình đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương và đàn em của bà ta. Không chỉ từng được biết đến nữ doanh nhân Thành đạt có nhiều hoạt động thiện nguyện, đối tượng Nguyễn Thị Dương còn nhiều lần sử dụng mạng xã hội để thách thức đấu khẩu với cán bộ nhà nước. Như chúng tôi đã thông tin gần một tháng qua, sự việc nghiện Nguyễn Xuân Đường sinh năm 1971 tức Đường Nhuệ cùng với vợ là Nguyễn Thị Dương sinh năm 1980 trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích được dư luận quan tâm. Trước khi vợ chồng đường nhuệ bị bắt, vợ y được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, làm từ thiện và những lần gây náo loạn trên mạng xã hội với livestream trực tiếp Tuy nhiên sau khi cả hai vợ chồng bị bắt giam thì nhiều góc khuất, nhiều việc làm phi pháp của vợ chồng đối tượng này dần dần được lộ rõ. Và lúc này chân tướng nữ doanh nhân thường xuyên làm từ thiện được mọi người biết rõ. Vụ án được xuất phát vào 30 tháng 3 năm 2020 khi Dương cùng với đàn em đánh nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường do mâu thuẫn trong việc chuyển phát hành chậm trễ ngay tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương. Tiếp đó nạn nhân đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng. Sau khi điều tra căn cứ kết quả giám định thương tích 14% của bị hại và các tài liệu thu thập được, Ngày 7 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý về tội cố ý gây thương tích, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Chỉ sau đó 3 ngày, chồng của đối tượng này là Nguyễn Xuân Đường cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định truy nã với tội danh nói trên. Và tối cùng ngày, Đường bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay khi đang trên đường lẩn trốn tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình, năm 2008 Đường kết hợp với Nguyễn Thị Dương và sau khi cưới Vợ chồng này bắt đầu hoạt động môi giới buôn bán bất động sản. Từ cuối năm 2010 đến nay Dương ba lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó hai lần ở thành phố Thái Bình và một lần ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế. Đến ngày 6 tháng 2 năm 2015, Dương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương, công ty bất động sản hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ Việt Nam đồng. Từ khi thành lập đến nay, công ty này chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm. Ngoài ra không phát sinh doanh thu các khoản thuế khác và vợ chồng Dương Đường tham gia các cuộc đấu giá tài sản chủ yếu là đấu giá đất đều lấy tư cách cá nhân. Cuối năm 2017, vợ chồng Dương Đường tự đứng ra thành lập cái gọi là hiệp hội tang lễ Thái Bình. Và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Đặc biệt trong thời gian gần đây, vợ chồng đối tượng có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm ô tô siêu sang, các đồ gia dụng đắt tiền, sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố. Hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải trên mạng YouTube tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng tham dự. Nếu chỉ nhắc đến Nguyễn Thị Dương ở vai trò nữ doanh nhân thành đạt có nhiều hoạt động thiện nguyện thì chưa đủ khi đối tượng này nhiều lần sử dụng mạng xã hội Facebook để thách thức đấu khẩu với cán bộ nhà nước hay đi hàng trăm km chỉ để dằn mặt một người bình luận trên Facebook của mình. Cụ thể khoảng năm 2017, Dương đi từ thành phố Thái Bình lên Hà Nội để xử một người phụ nữ về vấn đề thách thức Dương trên Facebook và toàn bộ sự việc được đối tượng quay lại đăng tải trên mạng xã hội khiến cho dư luận quan tâm. Tiếp đó vào tháng 2 năm 2017, sau khi nhập cảnh vào sân bay nội bài, Dương bị chức cục hải quan sân bay giữ các thùng hàng và y liên tục quay clip phát tán lên Facebook, đồng thời cho rằng các cán bộ hải quan sân bay nội bài có hành vi nhũng nhiễu vòi tiền. Thậm chí Dương còn nhục mạ các cán bộ nơi đây và cho rằng cán bộ hải quan vòi tiền mới cho thông quan hàng hóa khi bị lực lượng chức năng yêu cầu làm tờ khai hàng hóa. Trong đoạn clip ghi lại Dương nhận mình là doanh nhân thành đạt có lòng hào tâm, tận dụng việc đi sang Nhật Bản đã tham gia đấu giá để lấy đồ về làm từ thiện tại tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại có những lời lẽ tục tiểu mắng chửi cán bộ hải quan Trước hành động gây náo loạn không chấp hành quy định của mẹ con bà Dương Tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài đã mời công an đến để giải quyết Chưa dừng lại ở đó năm 2019 Dương tiếp tục gây rối tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư Và quay phát trực tiếp lên facebook cá nhân của mình theo đại diện trung tâm phát triển quỹ đất thời điểm đó dương cùng với khoảng 7 người xăm trổ đi trên hai ô tô về để đấu giá. Vừa vào đến cửa trung tâm, đối tượng dùng những lời lẽ công kích về phía cán bộ và quay livestream trực tiếp để chia sẻ lên mạng xã hội Facebook. Cho đến thời điểm này, chồng của đối tượng dương là Nguyễn Xuân Đường bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố về hai tội gồm cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Riêng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình cũng khởi tố đối tượng Đường Nhuệ về tội cố ý gây thương tích khi cùng với đàn em đánh mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở công an phường Trần Lãm 6 năm về trước. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.